Sự việc diễn viên Hoàng Yến, cô Xuyến, về nhà đi con, tố chồng bạo hành, truy sát và bị đấm đến bật máu mũi ngay giữa quán đang khiến khán giả quan tâm và gây xôn xao khắp mạng xã hội. Hoàng Yến cho biết cô và người chồng của thứ tư tên Cao Xuân Thắng đã chính thức đường ai nấy đi vào cuối tháng 3 năm 2020 nhưng sau đó cả hai vẫn liên tục xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông và đặc biệt là vướng kiện tụng tranh quyền nuôi con. Sau một ngày lùng sùng rộ lên, chiều ngày 25 tháng 6, diễn viên Hoàng Yến đã mở cuộc họp báo tại một địa điểm ở Hà Nội để trải lòng và có những chia sẻ liên quan đến vụ bị bạo hành trước truyền thông, khán giả. Những phát ngôn trong lần đầu lộ diện sau ồn ào bị chồng cũ đánh đến gãy xương mũi của Hoàng Yến đang được công chúng quan tâm. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục diễn biến buổi họp báo của cô Xuyến Hoàng Yến dưới đây. Yến My, con gái Hoàng Yến cũng có mặt trong buổi họp báo và chia sẻ, nguyên nhân của sự việc này là do mẹ mẹ em lang xả, thông minh, lanh lợi trong rất nhiều chuyện nhưng tình yêu thì không. Ông trời không cho ai trọn vẹn cái gì, phải có những bài học, nếu không rút kinh nghiệm sẽ bị hậu quả khủng khiếp hơn. Trong clip chú ấy bảo anh chưa bao giờ đánh em đúng không, đó không phải sự thật. Mẹ em nhìn rất nhiều lần, bởi vì chú ấy dánh người ta là bình thường nên tiếp tục làm thôi. Em thấy có một bình luận mọi người bảo chắc chú ấy phải ức lắm mới đánh mạnh như thế. Đúng là đây là lần đầu chú ấy đánh thẳng vào mặt mẹ, bởi trước kia là tác, đập đầu, tay chân các kiểu. Em cảm thấy sợ, sợ lắm. Không một đứa con nào thấy mẹ mình bị hành hung mà không muốn giết ngay thằng đó cả. Nhưng vì em có học, em được dạy dỗ đàng hoàng nên em biết đó chỉ là cảm xúc của sự tiêu cực, em tự nhủ mình không được nghĩ như thế. Nếu có thể, em chỉ mong chú nhìn lại, thay đổi và hãy nhớ về những ngày tháng đẹp để để sống tốt hơn hiện giờ em chỉ cần bình yên thôi. Cá nhân tôi đến giờ phút này, tôi có thể nói. Anh Thắng là người đàn ông tôi yêu nhiều nhất. Là người đàn ông tôi hy sinh nhiều nhất, làm tôi khổ đau nhất. Tôi đã nguyện sống hết đời với anh ấy, nhưng đến cuối cùng anh ấy lại làm điều vô lý nhất. Hiện tại tôi đang được bảo vệ. Tất nhiên không phải bảo vệ mãi. Nhưng anh ấy dọa giết nên cả nhà tôi sống trong trạng thái hoang mang lo sợ, nhà tôi lại toàn con gái chân yếu tay mềm tôi mong mình được bảo vệ và giải quyết hết khúc mắt có lần yến đã nói là anh thắng ơi tôi nhịn anh không phải tôi sợ anh đâu tôi chỉ muốn hòa bình nhẹ nhàng còn con cái nữa tôi nghĩ anh làm gì cũng phải chịu trách nhiệm chứ đừng lộng hành tôi có cuộc sống của tôi nhưng đừng can thiệp anh có tư tưởng chiếm đoạt chỉ cần tôi chụp ảnh với bạn nam nào là anh nhảy vào nói kiểu mày chỉ được phép là của tao. Trừ khi bố mày tráng mày, Hoàng Yến chia sẻ. Trước cơ quan truyền thông, Hoàng Yến thổ lộ, sáng nay Yến có đọc được status của anh Thắng, với Yến mọi sự thanh minh hay giải thích đều rất hèn hạ. Khi Yến có đọc được status, thì Yến có nói với các đồng chí công an quận Tây Hồ là tôi muốn gặp anh Thắng để lắng nghe mọi bức xúc, khuất tất. Tôi muốn ngồi đối diện với nhau, nhưng yêu cầu khi nói chuyện phải được bảo vệ vì anh ta có thể hành hung bất cứ lúc nào. Hoàng Yến lần đầu thổ lộ về chuyện cô và chồng cũ đã có thời gian tái hợp sau khi chính thức ly dị, trong những ngày tháng mới chia tay anh cũng hối hận lắm, anh cũng trở thành người hiểu biết. Anh bảo anh biết anh sai rồi nên thôi cứ cho anh gặp mặt con, mọi thứ rất bình thường. Tôi còn hứa là nếu một thời gian sau này, anh cho tôi cái nhìn nhận khác, tôi vẫn tự hào khoe về anh. Có lẽ vì câu nói ấy nên anh sống rất cẩn thận. Đến ngày 30 tháng 4, một phần năm Yến quyết định quay lại sống với anh ấy thêm một lần nữa dù từng có quyết định ly hôn. Không phải người phụ nữ nào có con rồi cũng sẵn sàng chia tay, mình cũng muốn nếu giữ thêm một lần và cho anh ấy cũng như cho mình thêm một cơ hội. Đó cũng là cho con một mái ấm đầy đủ ba và mẹ. Trong lúc trò chuyện, Hoàng Yến bật khóc cho biết từng bị chồng dùng dao đe da dọa, có một ngày mà ngày nào anh ấy cũng bảo chuyển cho một khoản để trả nợ, nếu không sẽ phiền phức. Trong quá trình ấy, cảm giác như anh ấy không dứt được việc nợ nần, chơi bời. Cuối cùng lên đến đỉnh điểm là đêm 2 hay tháng 3 năm 2020, sau khi Yến livestream để bán hàng văn phòng thấy anh có ngủ và Yến thay quần áo để nằm ngủ. Tự nhiên anh ấy ngồi sát cạnh tôi, theo phản xạ tôi bật dậy. Tay anh lăm lăm con dao bấm dí vào mặt tôi. Yến bảo, anh làm gì đấy? Anh bảo, tôi không làm gì cô, tôi đâm tôi được chưa? anh bảo, cứ ngồi đấy, tôi không ăn thịt cô. Yến rất hoảng sợ và niệm Phật. Rất may 5 phút sau mẹ Yến đưa bé mầm da và bảo mầm đòi ngủ với bố mẹ. Lúc ấy mở cửa, Yến lao ra ngoài luôn. Lúc ấy anh lại tỉnh bơ như chưa từng điên. Thậm chí còn bảo uống nước đi, chồng đưa nước cho. Yến thấy rất ghê sợ. Mẹ bảo Yến nhịn vì đã quay lại với nhau rồi. Nhưng anh lại quay ra nói với mẹ là vợ con sai rồi lúc ấy trong lòng Yến đã có dấu chấm hết. Trong buổi họp báo, Hoàng Yến chia sẻ, sau khi được xem đoạn họ đánh mình, tôi giật mình và không hiểu sao vẫn sợ cho đến bây giờ. Tôi luôn trong trạng thái hoảng loạn dù biết mọi chuyện đã qua rồi. Bác sĩ kết luận tôi bị gãy xương mũi. Mũi tôi là mũi phẫu thuật, cách đây hai tháng họ có nói với một người bạn thân của mình là, anh sẽ đấm vỡ mũi con này. Tôi không hiểu sao người ta lừa mình từ lúc ban đầu cho đến lúc chia tay nhau. Người ta nói anh sẽ không làm gì em thì tôi cũng ra nghe xem người ta làm gì mình đây, nhưng xảy ra sự việc như thế. Anh ta còn nói nếu dám ly hôn sẽ không bao giờ sống yên ổn, anh sẽ dùng nửa đời còn lại để tiêu diệt tôi. Hoàng Yến lần đầu lộ diện trong họp báo chiều ngày 25 tháng 6. Phần mỗi nữ diễn viên có vết thương, khuôn mặt u buồn thấy rõ. Clip Cô Xuyến hoàng yến xuất hiện với gương mặt tràn trích bông băng sau ồn ào bị chồng cũ đánh